em trực chuyên nhà đất vùng viên nha trang xin kính chào tất cả các quý anh chị thì uh, trong video này em trực không muốn chia sẻ đến quý cô chú chị mình một cái câu chuyện đầu tư của một anh khách hàng của em mà chiều nay thì em trực uh, vô tình đi review gặp ảnh anh đang uh, xây sang nhà bán thì hồi trước anh ấy mua của em trực một lô có diện tích là 100 m giá là 700 triệu thì thời điểm đó là anh mua chỉ là mua chỉ để chơi thôi anh chị chứ không có là ý định là mình mua rồi mình bán lại và vô tình thì ảnh xây căn nhà này đã thì em đi review thì mới biết là cái nhà này cái lô đất này hồi trước anh mua của em á, thì bây giờ á, là anh bán là một tỷ tư rồi và thời điểm đó thì các khách trẻ khách khách trẻ của anh là một tỷ hai nhưng anh chưa bán bây giờ á, thì trong giai đoạn này khó nên anh bán sai nhà anh bán luôn đó thì quay câu chuyện này em cũng hỏi ảnh là lúc ban đầu anh tập mình đầu tư thì anh có những cái 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 khó khăn như là anh có sợ bị mua hớ hay không hay là sợ bị bị lùa gà hay không thì ảnh có chia sẻ lại với em và sẵn đó thì em cũng muốn từ cái chia sẻ của anh đó, làm một cái video này gửi đến cho cô chú anh chị mình với số tiền là từ 500 triệu đến 700 triệu mà lần đầu tiên mình đầu tư có những kinh nghiệm để sau này mình tránh những cái rủi ro không nên có gì ra thì à, nghe bắt đầu tiên đó chính là mua đất đó, hay mua nhà là phải cắt sổ đỏ riêng nha anh chị phải cắt sổ đỏ riêng cái nguyên tắc thứ hai chính là trên sổ phải thể hiện đường hiện trạng như là đường bê tông 4 m rồi đường hiện trạng 4 m hay là đường đất 4 m vân vân ví dụ là như thế nha và thứ ba là đất phải đất thổ cư tại vì đất thổ cư dù sao anh chị mà khi anh chị không bán được anh chị vẫn có thể là xa nhà ở được đấy hoặc là anh chị mua mình để tích sản ở, đất thổ cư lúc này nó cũng sẽ có giá hơn so với những loại đất còn lại như là đất uh, trồng cây lâu năm loại hàng năm đất lúa đất rừng vân vân đấy và đó chính là ban cái đất đầu tiên mẹ anh sếp em có chia sẻ và thứ hai nữa lại có một chia sẻ cũng rất cũng khá là vui mẹ em trực nghĩ cũng rất là hợp lý là khi mà mình mua đất đó, thì mình phải, mình phải coi là tài chính mình thật là bao nhiêu không vay mượn nha không bay, ở đây là không vay mượn tại vì quay mượn thì chúng ta phải có kiến thức về bất động sản phải có hiểu biết về bất động sản thì lúc đó thì mình mới dám đi vay mượn còn mà lần đầu tiên mà mình mua tốt nhất là không nên vay mượn tại vì mình không có cái cơ sở nào để mình mua lô đất mà như là ví dụ như tài chính của mình á là một tháng là 15 triệu mà mình mua một lô đất là bảy triệu vay bốn triệu thì tiền tháng mình chạy đâu đó Ý nhất không phải là ít nhất không phải là bảy cho đến 10 triệu đi chị đó thì em chưa có phỏng đoán sơ sơ như thế thôi lại vì 15 triệu mình còn gọi là các con cái vợ con rồi cái chuyện sinh hoạt ngày nữa thì sẽ không đủ đó mình ít nhất không phải và mình ít nhất cũng phải có một, khoản riêng ví dụ như là mình để có 700 triệu rồi đó mà mình mua lót có 700 triệu luôn thì trong người mình ít nhất không phải nhất không phải có thêm 100 triệu nữa đó mình phòng thân đấy đó là kinh nghiệm ảnh chia sẻ với em tại vì uh, nếu như chúng ta không có số tiền đó thì bắt buộc chúng ta là phải có một cái nghề nào đó có thu nhập riêng để mình à, uh, làm đã làm đến khi mình bán được lô đất đó nói chung là mình nuôi sống chúng ta trước đó anh chị đó và đặc biệt là một, cái một nguyên tắc như thế này là ảnh đi xem không đâu đó không chừng là khoảng chừng là 20 đến 30 lô anh chị rồi anh, anh, chọn đó. rồi anh chọn trong đó là chọn khoảng chừng là 15 15 bạn sale đó rồi anh anh coi hết một lần rồi anh lựa một người đó thì giống như nguyên tắc là 50 11 vậy anh chị nhưng mà thời điểm đó thì anh ấy gọi cho em thì em cái như của ảnh á thì anh ấy gọi cho em rồi em nhận anh đi và thời điểm đó thì em trực đó cũng làm với những mà chủ đầu tư á họ có những mức họ có những cái vân lô mà anh thời điểm đó là chưa bị siết chặt về vấn đề đó anh chị những khuôn lô là nhất cực kỳ tốt luôn à, lúc mở bán chỉ cần chưa mở bán ra thì để chạy để bán hết rồi thì điểm đó là mua đất giống như mua rau gì anh chị và nhiều chủ là họ hiện hiện cậu online luôn không còn xem đất luôn anh chị về bây giờ dương khánh thì như anh chị cũng biết rồi dương khánh bây giờ đang, đang là cực kỳ phát triển với những cái tuyến đường thông suốt đi từ nam ra bắc đấy và cái uh, kinh nghiệm cuối cùng của anh cái chia sẻ với em đó, là khi mà chúng ta đầu tư đó, nếu như chúng ta có nhiều tài chính nhiều đó, thì không nói mà tài chính ít đó, thì tốt nhất đó là mình đừng khi mà mua đất là xác định đó là từ 3 đến năm năm còn mà lướt sóng thì chúng ta phải có kinh nghiệm và có trải nghiệm đấy và đặc biệt chúng ta phải có kiến thức về bất động sản thì chúng ta mới lướt sóng được còn như là chúng ta lần đầu á, thì mình nên mua để dành từ 3 đến 5 năm rồi mình mới bán về sau này sau 5 năm mà em gặp lại nó thì cái um, lâu đó đó đã lên trị giá để là một tỷ tư rồi Đấy, khách trẻ một tỷ hai mà anh chưa bán nên anh, anh để anh xây nhà luôn đó. thì cũng quay cái câu chuyện này em được không muốn gửi gắm đến những anh chị nèm mà mình đầu thứ đất á, cũng thông qua những lần em đi review và cũng có là sáu năm kinh nghiệm của em thì nếu mà có tài chính đó thì anh chị mua anh chị mình mua đó, thứ nhất là mua để dành đi cũng là từ b uh, năm năm và, và tùy thời điểm nè thời gian thời điểm và đặc biệt là phụ thuộc vào uh, cái thị trường nó rất là nhiều đó nên trước khi mà anh chị mua đó, đó hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mình mua thì cái video này thì em cũng xin được tạm dừng hẹn gặp lại anh chị như mình ở một video tiếp theo nha